Chào quý vị và các bạn, đây là bà cụ bán vé số này. Đó. Và cầm vé số đi và bán khắp các nẻo đường ha. Thì cái hành trang của bà chỉ có một cái nón lá đốt, một cái giỏ để đựng vé số và một ít tiền lẻ để thối lại cho khách. Thì bà sẽ cầm đi khắp các cái tuyến đường để mà bán vé số. Thông thường ở Việt Nam bán vé số thì mỗi một cái vé số sẽ lời cỡ khoảng 1.000 cho tới 2.000. Đây cũng có bà cụ đi lượm các cái ve chai để mà bán đó, và đi lượm các cái ve chai sau đó mang về nhà rồi bán gom lại để bán. Tức là khi gom được nhiều thì sẽ bán cho các cái bữa ve chai. Và bây giờ thì các bạn thấy là bà bán vé số của chúng ta lại bắt đầu đi đi bán, và tay cầm hết một cái tập thị trường khoảng 6 giờ. Tuấn Dương không nhớ rõ nhưng mà khoảng 6 giờ thì sẽ vé số sẽ sổ. Thì bà sẽ trước khi cái giờ vé số sổ mà không bán hết thì sẽ mang đến trả cho các đại lý, và đại lý họ sẽ cắt góc cái vé số này, họ giao lại cho các cái đại lý cấp cao hơn. Thì đó là cái quy trình bán vé số. Ngoài ra ở Sài Gòn thì còn một số người khác thì họ bán vé số theo cái kiểu là được bao ăn ở, một tháng trả khoảng vài triệu bao ăn ở, thì cứ hàng ngày thì lấy vé số đi bán, và đến giờ thì đến giờ thì đi bán và hết giờ thì lại quay về. Bây giờ Tuấn Dương đang có mặt ở đây là góc ngã tư Nguyễn Chí Phương cắt với đường Vĩnh Viễn. Giờ Tuấn Dương đi qua Nguyễn Chí Phương. Hôm nay ở Sài Gòn thì khá là vắng, gần như là mọi người đang trong cái kỳ nghỉ lễ, và Sài Gòn thì lại có mưa nữa. Giờ thì đây là cái góc cổng chợ Nhật Tảo cắt với lại Nguyễn Chí Phương. Đây. Ôi trời, cô này đi xe nhìn rất là ngầu á. Đây là cổng chợ Nhật Tảo đây. Một cái cô em này chạy Exciter nhìn rất là ngầu. Giờ chúng ta sẽ quẹo trái để đi qua bên quẹo trái để đi qua bên đây để đi hớt tóc à. Hôm nay Tuấn Dương đi hớt tóc để đang băng qua đường cũng hơi khó một chút xíu vì thấy có vẻ khá là đông. Mỗi khi băng qua đường, Tuấn Dương hay hớt ở một cái tiệm hớt tóc quen ở trên đường Nhật Tảo, hướng về phía Nhật Tảo và Nguyễn Tiểu La. Nó nằm gần cái khúc giao lộ Nguyễn Tiểu La cắt với Nhật Tảo. Không biết thì hôm nay thì anh ấy có hớt tóc không á. Thôi thì cứ liều đi, nếu mà anh ấy hớt thì chúng ta sẽ nhảy vào hớt, còn nếu không thì thôi sẽ lại đi về. Đây có rồi, vẫn đang hớt tóc rồi, chắc chúng ta sẽ đợi rồi. Rồi, hello đại ca, chờ lâu, chờ cái nữa nửa tiếng thì ok. Hoặc chắc là em đi một vòng đây xong em quay lại. Coi là hết cái đấy, hết đây nữa đúng không? Ok ok. Anh cứ hết đi rồi em quay lại. Đi quay một vòng đã rồi lại. Rồi bây giờ ở đây chúng ta phải đợi khoảng nửa tiếng nữa. Thì sẽ quay ra chợ Nguyễn Chí Phương, sau đó lát xíu sẽ quay lại ạ. Đi qua ngã tư xe của police. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng quanh
cái khu chợ ở Nguyễn Tri Phương. Đây đang là khúc ngã tư, thêm một chút xíu nữa thôi thì là khúc ngã tư Nhật Tảo cắt với Nhật Tảo cắt với lại Ngô Quyền. Tuấn Dương đang tính nói thì lại bị đây là ngã tư Ngô Quyền cắt với Nhật Tảo đây các bạn, Triệu Đà cũ đó. Ngô Quyền là cái đường Triệu Đà cũ. Đây chúng ta đang đi về phía Nguyễn Lâm. Nguyễn Lâm cắt với Nhật Tảo. Chiếc xe lam. Nhìn những chiếc xe lam này thì mình lại nhớ đến những các cái chiếc xe túc túc ở bên Thái Lan. Nhưng mà những chiếc xe túc túc ở Thái Lan thì nó đây góc Nguyễn Lâm cắt với Nhật Tảo. Đây là chợ ở bên Tri Phương. Cái mặt sau của chợ ở đây rồi. Hôm nay là ngày vẫn là trong cái ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 à. Sài Gòn thì họ nghỉ lễ đến hết ngày mùng 3 tháng 9. Mùng 4 tháng 9 thì họ lại làm việc bình thường. Bánh lọc gói Huế, bán gà viên, cá viên, chả giò. Buổi tối này, buổi chiều này thì họ họp chợ ở ngoài, không có họp ở phía bên trong. Cái nhà lồng ấy thì cũng vẫn họp nhưng mà thường là ít người họ họp ở trong chợ. Ở bên đây có những bác xế lô này, xích lô ngồi nhổ râu đợi khách bán nho này các bạn. Những người bán chôm chôm. Đây là cảnh quan. Thôi Tuấn Dương sẽ chạy một vòng quanh cái khu vực chợ Nguyễn Tri Phương cho cả nhà coi. Bán trái cây, các bà ngồi nói chuyện. Khu này thì họ đang thi công, chắc là một cái công trình, một cái nhà xe gì đó. Đây chị gái miền Tây ngồi trên xe. Rồi chúng ta sẽ đi ra về cái phía chợ điện tử Nhật Tảo đó các bạn. Bán chôm chôm, tôm cá, cháo sườn, chuối. Tới đây là cái khúc Nhật Tảo cắt với Nguyễn Lâm. Rồi chúng ta sẽ đi về phía ngã tư Nhật Tảo cắt với lại đường ngã tư Nhật Tảo cắt với đường Nguyễn Kim. Phía ngoài kia đang là Nguyễn Kim. Lát xíu Tuấn Dương sẽ đi vòng vòng quanh cái khúc chợ điện tử. Các bạn đã thấy là những cái cửa hàng họ bán băng đĩa đó, thì họ những người đi bán vé số đó thì sẽ đẩy bán vé số, thì một cái người lành lặn một người lành lặn đẩy xe, còn một cái người tàn tật thì sẽ ngồi trên cái xe lăn đó. Bây giờ đây là ngã tư Nguyễn Kim cắt với Nhật Tảo. Đây bên sang bên đây là chợ điện tử Nhật Tảo đó thưa quý vị. Nay thì chợ điện tử cũng có một số cửa hàng thì họ nghỉ. Một số cửa hàng thì họ nghỉ. Bác này bác ấy đi chợ xà bần. Một số
Một số cửa hàng thì họ nghỉ vào cái ngày chủ nhật này. Xin lỗi, và trong cái kỳ nghỉ lễ họ đi chơi lễ, họ không có còn buôn bán vào những cái ngày này. Đó, rất là nhiều các cái cửa hàng phía bên tay trái theo cái hướng đi của Tuấn Dương thì họ nghỉ, họ không có hoạt động vào cái ngày này. Đây, chúng ta ra lại đây là đường Vĩnh Viễn rồi, thưa các bạn. Đường sẽ đi tiếp à. Qua cái bên đây là các cái cửa hàng điện tử Nhật Tảo, nhưng mà ở cái phía bên chung cư. Rồi đi bán hàng, bán nước sâm. Nước sâm thì trời mưa bán thì thường là không có, thường là ít người mua. Đây là cả cái chung cư cao ốc Nguyễn Kim. Cao ốc Nguyễn Kim, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra cái đường này là đường đây là đường Tân Phước này các bạn. Đến đây chung cư Tân Phước à. Đấy, chúng ta sẽ đi qua đây. Đây là bên này các bác ấy giữ xe. Bên kia các bạn, cái bên kia là cái sân vận động Thống Nhất. Ngày xưa thì hình như tên của nó là sân sân vận động Cộng Hòa thì phải. Tuấn Dương không biết là nhớ có chính xác hay không. Và hôm nay thì Tuấn Dương sẽ quay một cái nơi để gửi tặng một cái bác Việt Kiều. Bác nói rằng là rất là nhiều lần bác chưa có coi cái clip về cái con đường Đào Duy Từ. Thì hôm nay Tuấn Dương sẽ quay cái clip về cái con đường Đào Duy Từ này. Đây đang là góc Hòa Hảo và Nguyễn Kim ha. Đây cũng là cái con đường mà có nhiều các cái hàng cây cổ thụ. Giờ Tuấn Dương sẽ tạm end cái video clip ở đây để quay clip kế tiếp á. Kia là những cái bác công nhân đi dọn vệ sinh. Bây giờ các bác ấy mới làm sạch đẹp đường phố đó. Sau những cái ngày nghỉ thì bà con xả rác nhiều quá nên là bây giờ thì bác ấy mới đi dọn. Và clip của Tuấn Dương tạm end tại đây nhé. Các bạn hãy bấm nút like cho video và coi cái clip kế tiếp của Tuấn Dương là clip về cái con đường Đào Duy Từ nhé. Rồi, bye bye các bạn.